Rồi em sẽ chụp hai tấm ha. Chị đợi thì xíu ha. Một, hai, ba. Đó, các chị nghe mấy ảnh kêu mà. Chưa, chưa, chưa các chị ơi, chưa. Dạ em còn chụp các anh chị nữa. Nãy mới chụp em mà, nhìn chụp các anh chị nè. Một, hai, ba. Chi. Rồi em đợi em xíu à, còn hai hai màn hình nữa các anh chị. Một, hai, ba. Chi. Đúng rồi, còn đợi em xíu còn một màn hình nữa các anh chị ơi. Rồi, một, hai, ba. Chi, đúng rồi, cho nó đủ chứ không là nó thiếu thiếu anh chị nữa. Rồi còn một màn hình cuối cùng nữa các anh chị, xin lỗi các anh chị nó cũng nhiều nhiều quá. Rồi, một, hai, ba ha. Một, hai, ba. Đúng rồi, rồi nếu như anh chị cảm thấy cái chương trình đọc sách mà có giá trị với các anh chị thì em mời các anh chị có thể là gì mời những cái người bạn của mình vào ha, hoặc là mình có thể gieo hạt hoặc là chia sẻ cho các cái người bạn của các anh chị vào cái Zoom này đọc sách cùng nhau được không các anh chị ơi. Bao nhiêu số các chị có cuốn sách này các anh chị lật ra giúp em được không ạ? Rồi các anh chị cứ yên tâm ha, nếu như mà ý thức các anh chị học mà nó chưa được hiểu lắm thì các anh chị đừng anh chị tiềm thức các anh chị vẫn khi nhận nên các anh chị cứ yên tâm nhé. Các anh chị rồi các anh chị đặt cho em lãnh đạo không chức danh, có nghĩa là em muốn các anh chị tất cả anh chị đây, mỗi anh chị đây sẽ là một người lãnh đạo. Và trước khi mà mình lãnh đạo người khác thì mình lãnh đạo ai trước các anh chị? Đúng rồi, chính bản thân của mình trước. Được không các anh chị ơi? Nếu mà anh chị lãnh đạo được mình thôi á, ví dụ như hồi nãy mà anh chị nói là anh chị kiểm soát được cái gì ạ? Lời nói, suy nghĩ, hành động, sự 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 à sự tập trung, thì anh chị đã đang lãnh đạo được ai rồi ạ? Lãnh đạo được ai rồi các anh chị? Đúng rồi, ngay cả cái điều đó thôi là anh chị đã vô địch thiên hạ rồi. Thêm một cái nữa, khi mà anh chị đã vô địch được cái đó rồi thì anh chị sẽ lãnh đạo thêm người khác nữa, được quá tuyệt vời. Và anh chị đã lãnh đạo được mình thì anh chị lãnh đạo được người khác thôi. Cho nên đó là lý do mà anh chị mà ở gần em mà anh chị không kiểm soát được bốn cái điều đó là anh chị sẽ bị ăn đá đó các anh chị. Rồi các anh chị lật cho em trang số 9. Cuốn sách này rất là hay các anh chị, đắt giá, và tất cả các anh chị đọc xong cuốn sách này em tin chắc luôn anh chị có một tinh thần nhà lãnh đạo. Bao nhiêu số các anh chị sở hữu cho mình một tinh thần nhà lãnh đạo các anh chị? Đúng rồi, vậy thì bây giờ tất cả các anh chị là cùng với em đi hết sách này đúng không ạ? Yeah, tuyệt vời. Rồi cười lên các anh chị ơi. Đúng rồi, vậy đó. Mỗi người chúng ta sinh ra là một thiên tài. Các anh chị trả lời với em à? Tôi là thiên tài. Đại nè, tôi là thiên tài. Đúng rồi các anh chị. Các anh chị đã giành lấy cái trứng trong bụng mẹ các anh chị là anh chị đã thiên tài rồi. Đáng buồn là hầu hết chúng ta đều ngấm đi như là một người trung bình. Tôi hy vọng bạn không cảm thấy khó chịu khi tôi tiết lộ điều bí mật mà mọi người vẫn giấu kín trong lòng quá sớm. Thì chúng ta chỉ vừa mới làm quen với nhau, nhưng tôi cần phải thành thật, và tôi cũng cần nói thật rằng tôi chỉ là một người bình thường, may mắn học được một số bí mật phi thường để giúp tôi trở nên siêu thành công trong kinh doanh và thỏa mãn hoàn toàn. Các anh chị lặp lại với em ha. Siêu thành công. Siêu thành công. Đúng rồi. Siêu thành công các anh chị nha. Một bí mật phi thường. Một bí mật phi thường. Hôm nay các anh chị biết được cái bí mật phi thường đó đó. Rồi, tôi đến đây để chia sẻ với bạn tất cả những gì mà tôi đã khám phá trong cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Chuyến đi của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui và cảm hứng. Những nguyên tắc và công cụ mà bạn được phát hiện sẽ tự động giúp sự nghiệp của bạn cất cánh và giúp bạn thể hiện trọn vẹn những khả năng tốt nhất của mình. Anh chị lặp lại với em nha. Sẽ tự động. Đúng rồi, tự động các anh chị nhé. Tự động giúp cho sự nghiệp các anh chị cất cánh. Sự nghiệp cất cánh sự nghiệp và thể hiện trọn vẹn và thể hiện
Đúng rồi các anh chị ha. Nhưng trên hết tôi hứa sẽ thật chân thành và thẳng thắn trong câu chuyện của mình. Tôi tên là Black Davis. Dù sinh ra ở Milwaukee, nhưng tôi sống ở New York gần như cả đời mình. Và tôi vẫn yêu thích nơi này, các nhà hàng, nhịp sống con người và ở đây cây cối, cây xúc xích bán trên đường, ngon không thể tưởng được. Đúng vậy, tôi thật sự thích ăn, thích thức ăn, một trong những thứ vui của cuộc đời. Ngoài những sở thích khác thì những cuộc nói chuyện thú vị, những môn thể thao yêu thích và những cuốn sách hay. Dù sao thì trên thế giới này không có nơi nào như là Big Apple cả. Rồi, hãy cho phép tôi giới thiệu đôi chút về mình trước khi kể cho các bạn nghe về những cái sự kiện đặc biệt đã đưa tôi đến vị trí như ngày hôm nay. Anh chị cho phép không ạ? Cho nha. Ok. Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng và nồng hậu. Cha tôi là một người đàn ông ở cương nghị. Cha mẹ tôi là những người chất phác, không hoàn hảo, nhưng cả hai đều luôn luôn làm tốt nhất những gì mình có thể làm. Và đối với tôi, điều tốt nhất là bạn có thể làm là tất cả những gì bạn có thể làm. Anh chị lặp lại ha. Tất cả những gì mà bạn có thể làm. Có nghĩa là anh chị làm được tất cả những gì anh chị có thể làm, anh chị đã tốt nhất chưa? Tốt nhất chưa các anh chị? Đúng rồi, anh chị đã tốt nhất rồi đó. Còn hơn là cái người mà làm được tất cả mà không làm được cái gì. Đúng không các anh chị? Đó. Anh chị có tự hào anh chị là người tốt nhất chưa? Đó chưa các anh chị, tự hào chưa ạ? À? Cái việc cười thôi mà các anh chị cười không nấu nữa thì thôi chứ. Cười. Nè cười vậy này các anh chị đó, cười tươi lên giùm em ha, cười cứ cười hé hàm răng ra các chị. Cười hé hàm răng ra các chị đừng ngại. Đúng rồi đó. Đó chị Hoa Trang, đúng rồi chị đẹp á. Đó chị cười cười hé đó, vậy đẹp đó, đó ha. Một khi đã làm xong thì bạn có thể về nhà và tận hưởng một giấc ngủ ngon. Lo lắng về những điều vượt quá tầm kiểm soát của mình chỉ khiến cho bạn thêm u sầu và đổ bụng mà thôi. Vả lại, hầu hết những điều mà chúng ta lo lắng cũng không bao giờ thật sự xảy ra. Các anh chị lặp lại cho em ha. Hầu hết những điều chúng ta lo lắng cũng không thể thật sự xảy ra. Đúng rồi. Những rắc rối thật sự trong cuộc sống của bạn có khuynh hướng là những điều mà bạn chưa từng nghĩ đến. Những thứ mà bạn không hề mong đợi sẽ xảy ra vào lúc 4 giờ chiều một ngày thứ ba đẹp trời nào đó. Các anh chị nghĩ như vậy thì có vẻ tốt đẹp hơn đúng không ạ? Một ngày thứ ba đẹp trời nào đó. Cái ngày đó có không các anh chị? À có nhưng mà chưa tới, biết khi nào tới nữa. Cha mẹ đã định hình tính cách của tôi bằng nhiều cách. Cha mẹ tôi không có nhiều của cải vật chất, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó họ có tất cả mọi thứ. Họ có sự dũng cảm và niềm tin, họ có những giá trị cao cả và họ có lòng tự trọng sâu sắc. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ về cha mẹ của mình và không một ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy biết ơn họ. Có những lúc ngồi một mình tôi bấm nhận ra một thực tế là chúng ta thường hay xem những cái người mình yêu thương nhất như là một điều hiển nhiên. Cho đến khi họ không còn ở bên chúng ta nữa, khi đó thì chúng ta mới lại lặng lẽ cầu ước một cơ hội thứ hai để có thể đối xử với họ như họ xứng đáng được hưởng. Đừng để những cái nỗi ân hận như thế xảy ra với bạn. Điều đó thường xảy ra với rất nhiều người. Nếu như may mắn cha mẹ bạn vẫn còn sống thì hãy yêu thương và tôn kính họ. Và hãy làm điều đó ngay ngày hôm nay. Được không các anh chị? À, tối nay em thường nhắn tin chúc cha mẹ ngủ ngon đó. Mà cha mẹ em thích lắm nha các chị nha. Em phải nhớ em làm điều đó nhiều hơn nữa. Khi còn nhỏ tôi là một đứa trẻ ngoan. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm tổn thương ai hay phá hỏng cái gì. Tôi học khá giỏi ở trường, được nhiều bạn gái ngưỡng mộ và đóng vai trò chủ đạo trong đội bóng của trường trung học. Mọi thứ thay đổi khi cha mẹ tôi không còn nữa. Mặt đất dưới chân trời đập sổ, tôi mất hết tự tin, tôi mất tập trung, cuộc sống của tôi bị xa lại. Vào những năm chập chững bước vào tuổi 20, tôi nhảy từ công việc này đến công việc khác, sống một cuộc sống không mục đích. Tôi nhạt nhẽo và không quan tâm tới bất cứ điều gì. Suốt ngày tôi đắm chìm vào cái chiếc tivi, nhồi nhét thức ăn và suy nghĩ về những chuyện không đâu. Tất cả nhằm tránh né một cảm giác đau đớn khi nhận ra mình không có tiềm năng gì cả. Các anh chị có đã từng sống cuộc sống như vậy chưa? Cái cuộc sống đó nó tẻ nhạt không các anh chị? Cái cuộc sống mà các anh chị cứ ăn những cái thức ăn mà có nghĩa là ăn vô tội vạ, ăn không có kiểm soát, ăn đồ ăn mình cũng không có biết đồ ăn nào tốt, đồ ăn nào không tốt, rồi lúc nào cũng xem tivi, xem truyền hình, xem điện thoại và quay uống nước, không uống nước luôn, mà các anh chị dùng nước nha. Đó, uống nước có nghệ thuật các anh chị,
mình phải chắc miệng nữa các chị. Rồi đọc tới đâu rồi nhỉ, đi đâu mất tiêu luôn rồi. Đếm xem coi. Đây đúng rồi. Đây đây các anh chị. Một chiếc tivi rồi nhồi nhắc thức ăn và suy nghĩ những chuyện không đâu đúng không các anh chị? Các anh chị đã từng suy nghĩ những chuyện không đâu mà. Hồi nãy chúng ta học luật hấp dẫn rồi. Suy nghĩ tạo ra cuộc đời. Mà khi mà chúng ta cứ ngồi suy nghĩ những chuyện không đâu thì cuộc đời của chúng ta nó ra cái gì các anh chị? Ra gì không ạ? Là nó cũng không đâu luôn. Vậy nên là để mà các anh chị suy nghĩ có chí hướng là phải dồn các anh chị vô đây. Chứ không là đưa các anh chị ra là các anh chị bắt đầu suy nghĩ không đâu đúng không các anh chị? Công anh chị công nhận với em là nếu mà bỏ anh chị ra kia là anh chị suy nghĩ không đâu mà. Có không anh Nguyễn Hà? Anh có thể phản hồi giúp em được không? Đó đúng rồi. Chị Lina có không chị Lina? Đúng rồi ha. Nên là em phải zoom các anh chị lại đây. Khi mà các anh chị qua 90 ngày rồi các anh chị sẽ có thói quen suy nghĩ. Các anh chị sẽ có thói quen suy nghĩ về sự giàu có. Tuyệt vời không các anh chị? Đó biết ơn cái zoom. Biết ơn cái zoom này ha. Vào thời điểm đó đối với tôi, công việc chỉ là một phương tiện kiếm tiền chứ không phải là một nơi để cho tôi thể hiện hết mình. Vậy thì em hỏi các anh chị nè, anh chị xem công việc là cái phương tiện để anh chị kiếm tiền hay là cái nơi để anh chị phát triển bản thân? Đúng rồi, em hỏi các anh chị nha, giả sử như anh chị có một công việc kinh doanh và các anh chị nỗ lực, các anh chị học tập nè, anh chị học tập nè, anh chị tăng tư duy, tại vì tư duy tới đâu là tiền tới đó, tư duy ở đâu là khách hàng, là tầng cao tới đó. Vậy thì anh chị có tăng cường học tập cái gì để phát triển hết cái gì của anh chị, phát triển hết cái tiềm năng của anh chị đúng không ạ? Đúng rồi, thì đó người ta gọi là gì ạ? Làm việc để phát triển hết cái tiềm năng của mình. Còn nếu như mà anh chị làm việc theo kiểu mà mình cứ làm qua loa, tại vì không làm thì cũng có tiền, mà làm cũng có tiền, không làm cũng có bấy nhiêu tiền, mà làm cũng có bấy nhiêu tiền, thì hỏi thì anh chị có cố gắng không? Không cố gắng làm chi đúng không mày, cố gắng làm chi, về nhà xem tivi sướng hơn chú, cố gắng làm gì các anh chị? Đó nên là anh chị hãy hỏi lại bản thân mình thử là anh chị đang làm việc vì cái gì. Một công việc không là gì khác hơn là một cách thô thiển để ngày dài trôi qua chứ không phải là một cơ hội tuyệt vời để phát triển và trở thành một nhân vật thành công như tôi hằng mong muốn. Và cái cuộc sống của ông này em đã từng có các anh chị, và em cảm thấy cái cuộc sống như vậy nó không có gì gọi là đáng sống cả. Và cái cuộc sống nó diễn ra trong em chắc cũng được một tháng đó các chị, những cái tháng mà gọi là sau khi trải qua cái điều không tốt á. Đi làm chỉ là một cái cách ngủm thời gian thôi chứ không phải là một dịp đặc biệt để tôi có thể giúp những người khác tỏa sáng, xây dựng một tổ chức tốt hơn và qua đó xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Cuối cùng thì tôi quyết định nhập ngũ. Dường như đó là một quyết định đúng đắn có thể giúp tôi cảm thấy mình vẫn còn tồn tại trên đời và tìm kiếm một trật tự nào đó giữa thế giới hỗn độn này. Tôi được đưa đến một cuộc chiến ở Iraq và dù quân đội thật sự đã mang đến một cách sống mới cho tôi nhưng nó cũng mang đến những trải nghiệm vẫn còn tiếp tục ám ảnh tôi mãi đến tận hôm nay. Tôi chứng kiến những cái người bạn đã từng trải qua những khóa huấn luyện cơ bản của mình ngủm trong những trận chiến đẫm máu. Tôi nhìn thấy những cái người lính bị ABC và rên rỉ trong rồi, và tôi càng nhận ra lòng nhiệt huyết nóng bỏng trước đây trong tôi đang héo dần theo thời gian. Khi tôi ngày càng lún sâu vào những cái bùn tuyệt vọng, dù may mắn không bị gì hết, thật sự trong chiến tranh tôi vẫn trở thành một cái người lính và tôi mang những cái điều không tốt đó quay trở về nhà. Và một ngày kia đột nhiên tôi nhận lệnh hồi hương, mọi chuyện diễn ra chóng vánh. Và tôi được đưa lên một cái chiếc máy bay bay về nhà. Và sau một vài ngày kiểm tra sức khỏe, tôi được giao lại các cái thứ giấy tờ. Và tôi được cảm ơn vì đã phục vụ đất nước và được mọi người chúc tôi may mắn. Và một buổi trưa mùa thu nắng đẹp, tôi dạo bước trên một con phố và bắt chợt đi đến một cái kết luận kinh hoàng: tôi lại hoàn toàn cô độc. Cuộc đấu tranh lớn của tôi đã tìm ra cách hòa nhập lại với xã hội đã lãng quên mình. Hàng đêm tôi không thể ngủ được, đầu óc tôi bị ám ảnh bởi những cái ký ức không có tốt đó và cơ thể của tôi cũng chưa có được khỏe. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng và khó hòa với mọi bất cứ những cái và những cái thứ trước đây đúng không ạ? Ok, nói chung là cái cuộc sống chỗ này nó không được thoải mái các chị ha. Rồi bên trong cuốn sách là những ý tưởng biến thành bên trong mỗi cuốn sách là những ý tưởng mà nếu như được biến thành hành động
chúng có thể có quyền năng thay đổi cuộc sống của mỗi một con người. Các anh chị, trang số 14 cái câu đầu tiên, các anh chị đánh giá được cái câu này giùm em đúng không ạ? Anh chị lặp lại cho em ha. Bên trong cuốn sách là những ý tưởng. Nếu được biến thành hành động. Chúng có quyền năng chúng có quyền năng thay đổi cuộc sống con người. Anh chị hiểu vấn đề không ạ? Vậy thì chúng ta phải biến cái quyển sách này thành gì các anh chị? À, thành hành động ha. Đó. Và anh chị muốn biết hành động như thế nào, chị coi dùm cái chuỗi live stream của em chuẩn bị sẵn rồi. Có nghĩa là cái này đọc cho vui, đọc cho biết. Còn coi dùm cái chuẩn bị live stream em chuẩn bị sẵn cho các chị ngon lành đâu đó hết trơn rồi. Các chị chỉ cần học, rồi sáng vô Zoom ứng dụng, rồi đặt mục tiêu, rồi theo dõi mục tiêu, bám sát mục tiêu là các anh chị đạt được thôi các anh chị ha. Được không ạ? Rồi rồi các anh chị ơi, các anh chị nhìn thấy chưa ạ? Rồi, chúng ta lập tiếp nha. Có lẽ không có gì khôn ngoan bằng cái việc đầu tư để trở thành một nhà tư duy giỏi và phát triển một đầu óc mạnh mẽ hơn. Các anh chị lặp lại với em nha. Phát triển đầu óc. Học hỏi không ngừng là một trong những đặc điểm tiêu biểu của một con người phóng khoáng và đầy năng lực. Và sự tự học không ngừng là một trong những thủ thuật lớn nhất để tồn tại qua những lúc biến động. Các anh chị lặp lại cho em nha. Tự học không ngừng. Đúng rồi. Những người giỏi nhất dường như luôn có những cái thư viện lớn nhất. Và nhưng mà em nói các anh chị nghe, anh chị đọc hết cái bộ sách mà em theo giới thiệu cho các anh chị trong cái video nãy á. Video em theo đăng lên trên Facebook á. Anh chị nhá. Chứ anh chị đừng có nghe cái thư viện lớn nhất cái bắt đầu đi sưu tầm nguyên công cái thư viện sách về nhà rồi. Không biết đọc cái sách nào. Là không ứng dụng ra được, là nó không ứng dụng ra kết quả được các anh chị nha. Ok mà. Và như vậy tôi bắt đầu làm việc tại một nhà sách ở Soho, nhưng vì thái độ tiêu cực và cách cư xử quá tự mãn nên tôi không làm tốt công việc của mình. Tôi thường xuyên bị quản lý khiển trách và tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ bị sa thải vào một cái ngày nào đó. Tôi thường không tập trung, không có tinh thần đội nhóm và làm việc dưới mức trung bình. Dưới mức trung bình là làm việc xuất sắc không các anh chị? À không được. Nhưng tình yêu với sách đã cứu tôi. Trong khi một số người rời nhà sách tỏ ra không hài lòng với cách làm việc quá tiểu của tôi, thì một số khách hàng khác lại tỏ ra thích tôi. Nhờ đó nên tôi được giữ lại. Nhưng công việc của tôi lúc đó chỉ như một sợi chỉ mà mành treo chuông. Và đã đến lúc mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Một ngày đó phép màu xuất hiện. Rồi bao nhiêu số các chị mong muốn mà đón nhận cái phép màu này các anh chị ơi? Ok đúng rồi. Các anh chị ơi, khi nào mà nó vô câu chuyện á thì em không có đứt câu chuyện cho các anh chị được. Nên các anh chị em phải kể cho các anh chị nghe thì phải đọc từ đầu tới đuôi vậy đó. Nên là các anh chị thông cảm ha. Chỗ nào mà cắt mà không ảnh hưởng thì em sẽ cắt cho các anh chị ha. Vậy thì các anh chị ơi, nếu như mà trong cuộc sống các anh chị nó có những cái điều không có tốt, nhưng mà các anh chị vẫn ra quyết định là những cái điều tuyệt vời đấy với các anh chị, thì phép màu có xuất hiện trong cuộc đời các anh chị không ạ? Và em đọc tới đây là để cho các anh chị biết rằng dù cuộc đời các anh chị có thế nào đi chăng nữa, mà bên trong các anh chị khao khát một cuộc sống tuyệt vời, một cuộc sống giàu có, giàu sang, khỏe mạnh, hạnh phúc tuyệt vời, hay vi diệu, thì một ngày đẹp trời phép màu xảy ra. Và em tin chắc nếu mà anh chị có mặt trong cái Zoom này thì coi như là phép màu đã xảy ra với các anh chị rồi đó. À, sim dùm cho em cái chủ live stream 30 ngày nữa nha. Ok. Khi tôi ít mong đợi một điều tốt đẹp nhất thì một điều tốt đẹp nhất lại đến với tôi. Và trò chơi thay đổi hoàn toàn. Một người khách lạ đến gặp tôi ở nhà sách. Và những bài học của ông dạy cho tôi trong những lúc gặp nhau ngắn ngủi đã đập vỡ tan mọi giới hạn mà tôi đang bám víu, mở ra cho tôi một cách làm việc hoàn toàn mới, một cách sống hoàn toàn mới. Giờ đây ở tuổi 29, giữa những thành công và niềm hứng khởi mà trước đây tôi chỉ biết mơ thôi, thì tôi đã hiểu ra được những cái giờ phút khó khăn thực sự khiến cho ta giỏi hơn. Rằng giữa khó khăn luôn luôn có cơ hội, và rằng mỗi người chúng ta sinh ra là để chiến thắng trong cả công việc và cuộc sống. Đã đến lúc tôi nên chia sẻ cho bạn, rồi các anh chị, để xem thử là cái người đàn ông này xuất hiện và đã giúp cho cái cậu chàng trai trẻ này thay đổi cuộc đời như thế nào. Các anh chị ha, anh chị cùng nhau đón đợi, chờ đợi ha. Bây giờ em sẽ qua cái câu chuyện lần đầu tiên.
gặp gỡ một nhà cố vấn lãnh đạo. Một nhà cố vấn lãnh đạo à? Để xem. Trang số 16 các anh chị nhé. Mỗi ngày đến rồi đi như những vị khách ẩn mặt. Rồi, ok, bỏ qua các chị. Đó là một buổi sáng thứ hai tẻ nhạt. Em đọc tiếp các anh chị nghe được không ạ? Các chị ok chưa ạ? Rồi, ok ha. Nhóm chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp hàng tuần. Một cuộc họp đầu tuần để khen ngợi những nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc và thúc đẩy nhân viên làm việc. Ok, em sẽ tóm tắt cho anh chị là cái anh chàng mà kể chuyện cho chúng ta nghe đó, là anh này là nhân viên bán sách. Nhưng mà sau khi cái cuộc đời mà nó không có được tốt đẹp thì anh nghĩ rằng lại có những cuốn sách mới cứu cánh anh thôi. Thì anh rất là yêu sách và trở thành nhân viên bán sách, nhân viên sale sách. Và một ngày đẹp trời thì có một cái người đàn ông xuất hiện và đã cho ông những cái bài học. Đó là một cố vấn lãnh đạo ha, các chị nhé. Để chúng ta bắt đầu câu chuyện nè. Thứ hai hàng tuần thì tham gia những cái cuộc họp nhân viên dịch vụ và khen ngợi những nhân viên xuất sắc và thúc đẩy nhân viên làm việc. Nhà sách chúng tôi đang hoạt động khá là tệ về mặt doanh thu. Và một số người trong tổ chức nghĩ rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ bị đóng cửa khi công ty mẹ bắt đầu tái cơ cấu lại. Chi phí cần được cắt giảm, các hoạt động cần được cải thiện và lợi nhuận cần phải được gia tăng. Phải thật nhanh chóng. Mời các chị dùng nước nha. Các chị qua trang số 17 giúp em ạ. Mục đích của cuộc họp là kết nối lại mọi người trong nhóm với nhiệm vụ và những giá trị của công ty, cũng như là lên dây cót cho một tuần làm việc sắp tới. Vào cuối mỗi năm thì mỗi nhà sách đề cử một nhân viên xuất sắc nhất làm ứng cử viên giải thưởng nhà người bán sách giỏi nhất nước Mỹ do công ty tổ chức người chiến thắng. Ok. Rồi một điều bí ẩn xảy ra. Khi đang lặng lẽ nhấm nhốt một tách cà phê ẩn mình sau những kệ sách cao, thì trước mặt tôi là một người đàn ông quỳ quặt với một bộ quần áo nhếch nhác cũ kỹ và thủng rách. Ông mặc một chiếc áo ghi lê kẻ sọc sờn rách. Tay áo sơ mi xén lên như thể tinh thần của ông là tất cả, bất chấp vẻ bề ngoài tầu tàn. Túi áo ghi lê lò ra một cái chiếc khăn màu vàng in những cái biểu tượng chuột Mickey nhỏ và quanh cổ đeo một sợi dây chuyền bạc với những chữ viết gọn đơn giản là LKC. Các chị ghi lại ha, chữ L, chữ K, chữ C đó các anh chị. Nếu đọc hay hơn là LKC các anh chị ha. Viết tắt của ba cái chữ này. Các anh chị nốt vô đi các anh chị. Anh chị không có sách thì các anh chị nốt vô trong giấy đi các anh chị. Tôi nhìn xuống chân của ông, thật là ngạc nhiên. Ông mang một đôi giày mới toanh đánh bóng, bóng lót với những đồng xu lấp lánh tô điểm phía mũi giày. Ông vẫn đứng bất động im lặng, cảm nhận sự khó chịu của tôi với một giây phút kéo dài. Gương mặt người lạ là một đại dương những nếp nhăn, cho thấy ông đã rất là già. Hàm răng lởm chởm với những cái vết ố vàng rõ nét, mái tóc rối bù như sơn mướt chảy khắp mà mọi hướng. Mái tóc của ông khiến cho tôi nhìn lại ảnh của Albert Einstein vĩ đại, thè lưỡi nghịch ngợm trong tấm ảnh đen trắng. Nhưng trên hết, điều khiến cho tôi sững sờ về nhân vật kỳ quặc đang đứng trước mặt mình vào buổi sáng thứ hai đầu thứ hai trần tuổi. Xin lỗi các anh chị, trần tục, đó chính là đôi mắt sắc sảo của ông. Trong khi bề ngoài nhầu nhĩ của ông có thể khiến cho mọi người nghĩ rằng ông là một kẻ vô gia cư hay thậm chí là một người điên, thì cái nhìn của ông lại rất mạnh mẽ và đôi mắt rất tinh anh. Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng từ cái nhìn như mê hoặc của ông, tôi không chỉ có cảm giác an toàn mà càng có cảm thấy mình đang đứng trước một con người rất là quyền lực. Chào Blake. Cuối cùng, người đàn ông bí ẩn cũng mở miệng với một giọng trầm đầy tự tin khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thật sự rất vui được gặp anh. Tôi nghe mọi người nói rất là nhiều về anh trong nhà sách này. Người này biết tên tôi. Có lẽ tôi cảm thấy lo lắng. Nói cho cùng thì New York cũng là nhà của một số người rất là lạ. Và bề ngoài của người đàn ông này khiến cho tôi bối rối. Ông ta là ai? Ông ta vào nhà sách để làm cái gì? Tôi có nên gọi bảo vệ không? Và làm cái quái nào mà ông ta biết đến tên của tôi? Thoải mái nào cậu bé, thoải mái nào, thoải mái nào. Ông nói. Chìa tay ra bắt tay tôi và tôi tên là Tommy Flynn. Tôi từ khu Upper East Side chuyển đến đây. Tôi biết trong tôi có vẻ không giống như một người làm việc ở nhà sách, nhưng tôi thật sự là một nhân viên xuất sắc trong năm của năm ngoái.
Tốt hơn là anh đang tỏ ra dễ thương với tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ là sếp của anh đấy. Ông đùa à, ông làm việc cho công ty này. Tôi buột miệng thốt lên. Đúng vậy, nhưng đừng có lo. Tôi không hề có hứng thú trở thành quản lý của anh đâu. Chức danh đối với tôi không có nghĩa gì cả. Ok, các anh chị lặp lại cho em nha. Chức danh không có nghĩa gì cả. Ok. Với tôi, làm tốt nhất công việc của mình mới là vấn đề. Các anh chị lặp lại ha. Làm tốt nhất công việc của mình mới là vấn đề. Đúng rồi, người quyền nhân xuất hiện nó có khác các anh chị nha. Và tôi không cần một quyền lực chính thức nào để làm điều đó cả. Hy vọng anh không cảm thấy khó chịu khi tôi nói thế này. Nhưng tôi được xếp loại là nhân viên số 1 của công ty trong 5 năm liên tục vừa qua. Ông vừa nói với một nụ cười tự hào và đó. Con người kỳ quặc này hẳn đang bị ảo giác. Có lẽ tôi nên bỏ chạy khi vẫn còn cơ hội. Nhưng việc đó sẽ khiến tôi trông rất là ngớ ngẩn. Các đồng nghiệp sẽ không xem trọng tôi như trước. Tôi nhìn quanh xem chiếc cái máy quay phim cái lén nào không. Có thể các đồng nghiệp cố ý sắp xếp màn kịch này để họ có thể một trận cười vỡ bụng để mà nghiền ngạch tôi đó các anh chị. Được rồi, tôi nói giọng hơi run hoặc mặc dù khi còn là một người lính. Chào ông Tommy, chắc vui được gặp ông. Tại sao họ lại chuyển ông đến nhà sách này? Tôi hỏi mặc dù tôi thật sự muốn nói thêm mà không phải tới một nhà thương binh. Ok các anh chị nhé, ông này đang hỏi á. Ồ, họ không buộc tôi phải đến đây và lách à. Do tôi đề nghị đấy. Tôi muốn được chuyển đi. Tôi không có gì để phát triển ở nhà sách cũ cả. Và tôi nghĩ mình có thể làm nên sự khác biệt ở đây. Hoàn cảnh càng khó khăn thì cơ hội lại càng tuyệt diệu và lách à. Vì vậy tôi muốn đến đây làm việc với anh. Tôi không biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu. Người này là ai và những biểu tiệc chuột Mickey trên cái chiếc khăn của ông ta là bắt đầu khiến tôi cũng khó khó chịu. Cái tên Oscar có gợi nhớ gì cho anh không mà lách? Rồi, ông này ông hỏi ra các anh chị. Cái tên Oscar có gợi nhớ gì cho anh không mà lách? Ok các anh chị ha. Tôi giật máy mình và nhín thở vài giây. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, hai chân tôi bắt đầu run rẩy. Cha tôi tên là Oscar đó anh chị ạ. À. Cha của tôi tên là Oscar, tôi nhẹ nhàng nói. Cảm thấy xúc động khi nỗi buồn mà tôi từng chôn giấu sau cái không còn của cha tôi tràn về. Trong một giây phút đó tôi cảm thấy ông là một người dịu dàng. Ông đặt tay lên vai tôi. Cha anh là bạn thân của tôi khi còn ở Milwaukee. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, nhưng chưa bao giờ gặp lại kể từ khi cha anh đã chuyển đến New York. Chúng tôi giữ liên lạc qua thư từ. Những lá thư rất là dài để chia sẻ về cuộc sống của mình. Chính cha anh đã khuyến khích tôi chuyển đến thành phố này khi tôi không kiếm được việc làm. Cá tính mạnh mẽ của ông ấy khiến tôi nhớ lại sự can đảm dường như bị lãng quên bên trong con người của mình. Tôi rất tiếc vì những gì xảy đến với cha mẹ của anh và Lách à. Cả hai đều là người tốt. Dù sao đi nữa thì ông tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi. Oscar luôn kể cho tôi nghe về anh và mọi việc anh làm. Ông luôn bảo tôi rằng anh có rất là nhiều tiềm năng và ông cảm thấy anh được sinh ra để làm một điều gì đó rất đặc biệt. Ông thật sự tin tưởng ở anh và Lách. Nhưng ông cảm thấy anh cần một người để khuyến khích và hướng dẫn anh để đạt được những cái tiềm năng tốt nhất của mình. Anh chị có cần người khuyến khích và hướng dẫn anh chị để đạt đến tiềm năng của anh chị không ạ? Có không các anh chị? À có, chính là em đây. Dạ, chính là em đây. Anh chị phải vào chương trình Zoom, anh chị phải luôn liên tục vào cái Zoom này để em mới khuyến khích các anh chị được. Nhưng mà không cần khuyến khích. Được không các anh chị? Tự mình vật lên luôn. Và một lý do gì đó ông cảm thấy người đó không phải là mình. Tôi không thể tin được những gì ông đang khi tôi đang nghe các anh chị. Thật là bất ngờ khi người lạ này lại lại là bạn thân của cha tôi. Đó không thể là sự thật. Tôi ngồi sụp xuống một chiếc ghế nhỏ và tựa lưng vào chồng sách phía sau. Đừng lo Black, đừng lo Black. Lạc đường cũng là một phần trong công việc tìm kiếm con đường đúng đắn. Anh chị nói câu này lại ha. Lạc đường cũng là một phần trong việc tìm kiếm con đường đúng đắn các anh chị. Đôi khi chúng ta cần phải lạc đường trước khi có thể phát triển một cái nhìn rõ ràng về con đường mình cần phải đi. Dạ, khi mà anh chị vô đây thì trước đó anh chị có bị lạc đường chưa? Có không các anh chị? Dạ, anh chị bị lạc đường là anh chị mới lọt vô đây hay là anh chị đang có một con đường thẳng tiến mà anh chị lọt được vô đây các anh chị? Và em thấy là hầu như là không có anh chị nào mà đang đi con đường ngon lành mà lọt vô đây hết các anh chị ơi, đúng không ạ?
Đúng rồi, và xin chúc mừng các anh chị đã có một cái phi vụ lạc đường thật là vĩ đại, các anh chị đã lọt vô đây đúng không ạ? Ôi hay quá. Rồi và em theo hy vọng là anh chị sẽ tìm ra được con đường của mình sau khi các anh chị đã vào cái Zoom này. Và con đường đó là con đường sứ mệnh của các anh chị đó. Nhưng mà đợi đọc hết bộ sách này rồi tìm ra con đường được không? Tất cả những gì anh đã trải qua, từ sự mất phương hướng cá nhân cho đến nhiệm vụ quân sự ở Iraq, tất cả đều là những sự chuẩn bị. Anh chị lặp lại ha. Sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị. Đúng rồi. Chuẩn bị à? Tôi lẩm nhẩm, vẫn còn cảm thấy một cái đám sương mù trong đầu của mình. Đúng vậy, nếu như anh chưa từng trải qua những gì anh đã trải qua, sẽ không có cái cách gì để anh chịu lắng nghe những điều mà tôi dạy anh cả. Đúng không các anh chị? Anh chị lặp lại câu này giúp em ha. Nếu như anh không trải qua những gì mà anh đã trải qua thì sẽ không có cái cách gì để anh chịu lắng nghe tôi cả. Vậy thì hỏi các anh chị, nếu như ông cái người đàn ông bạn trẻ này nè đang có một cuộc sống êm đẹp, làm cái gì cũng xuất sắc, thì liệu là có lắng nghe cái người đàn ông này xuất hiện để chỉ bảo không ạ? Đúng rồi. Và nếu như anh chị không có lao đao tài chính ngoài kia thì liệu anh chị vô đây ngồi kiếm chị nghe em theo đọc sách không ạ? Không, đâu có rảnh. Ủa ta đâu có rảnh, ta đâu có rảnh mà vô đây nghe bạn đọc sách bạn, đúng không các anh chị? Đó thì đó, đó là cái điều sự chuẩn bị đó các anh chị, rất là may mắn. Và nếu như em theo không có những cái phi vụ không thành công ở những cái năm mà mình là sinh viên thì sẽ không có cái, em theo sẽ không có trân trọng những cái kiến thức quý giá này đâu các anh chị. Anh chị nhỉ, rồi anh chị vương vai, anh chị vương vai nhỉ, mời anh chị vương vai. Uống 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 rồi uống qua các chị. Rồi ok các anh chị ha, rồi được rồi, cảm ơn các anh chị nhé. À, cuốn sách này cần phải được đọc những cái câu chuyện, những cái tình tiết trong sách nó rất là hay nên không có bỏ qua được các anh chị nha, các anh chị lắng nghe nha. Mời các anh chị dùng nước nè. Cuộc đời phải vùi dập anh để anh có thể đứng dậy mạnh mẽ hơn. Vậy giờ em hỏi các anh chị là anh chị đứng dậy cho lẹ hay là để nó vùi dập đã rồi mới đứng? Anh chị thích sao ạ? À? Nên là em khuyên các anh chị là đứng lên cho lẹ đi. Nếu mà đang gặp công thức làm giàu được thì học tập cho lẹ đi, đừng có để nó dập các anh chị đã hê rồi các anh chị đứng lên ha. Nào cậu bé, hãy chờ xem những cái bước đột phá mà anh sẽ trải nghiệm. Và trước khi anh nhận ra thì anh đã trở thành ngôi sao nhặt rắc của công ty sách này rồi. Tommy cao giọng một cách đầy nhiệt huyết. Ngôi sao nhặt rắc ư? Tommy lập tức đấm tay vào không khí và bắt đầu lắc không như là bị diễn đó rồi. Chú à, tôi đổi cách xưng hô. Cháu gặp khó khăn ngay cả trong việc trải qua một ngày ở đây. Cháu biết chú muốn giúp cháu và cháu thật sự bất ngờ khi chú biết cha cháu. Nhưng mà chú thật sự không biết cháu đã trải qua những cái gì đâu. Cháu vẫn còn bị ám ảnh những cái cảnh tưởng trong 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 kia, trong chiến cảnh, bắt đầu kể lể cái quá khứ ra đúng không các anh chị? Các anh chị có thường hay làm kể lể quá khứ không? Đó bây giờ bắt đầu kể nè. Mà chú không có biết được là cháu đã gặp cái chuyện gì đâu. Đó, buổi tối cháu không thể ngủ được luôn đó. Mà nên gần như là sáng nào cháu cũng uể oải. Và mặc dù cháu đã giải ngủ một thời gian rồi nhưng mà cháu và bạn gái vẫn không thể trở lại mối quan hệ thân thiết như trước kia được. Vì vậy nên mục đích của cháu bây giờ nó không phải trở thành một ngôi sao trong công việc. Mục đích của cháu bây giờ là chỉ là làm thế nào để tồn tại thôi chú ạ. Tommy khoanh tay lại và nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi hiểu. Ông nói giọng như nghiêm túc. Và tôi tôn trọng những gì anh đang nói và lách à. Nhưng anh hãy cởi mở hơn với những gì tôi muốn chia sẻ với anh đi. Cuộc đời của tôi cũng là một mớ hỗn độn. Nhưng nó hoàn toàn đã thay đổi rồi. Dường như có một phép màu đã xảy ra. Và tôi bảo đảm rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra với anh. Nhiều năm trước tôi đã hứa với cha anh là tôi sẽ giúp đỡ anh. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lúc nào là thuận tiện để đến thăm anh cả. Rồi do một dịp tình cờ định mệnh nào đó, tôi thấy tên anh trong danh sách những người đến xin việc ở nhà sách này. Một trong những điều thú vị là đoạt giải người bán sách giỏi nhất nước Mỹ. Ngoài cái tiền thưởng và chuyến nghỉ mát ở vùng biển Caribe và là một cơ hội tham gia hội đồng. Ok, tôi nhận ra đây là cơ hội để tìm đến anh và chia sẻ triết lý lãnh đạo trong kinh doanh và thành công trong cuộc sống mà tôi đã được học từ nhiều năm trước.
Và em cũng tin các anh chị cũng làm được, các anh chị. Các anh chị chỉ cần cởi mở lắng nghe thôi các anh chị ạ. Khi tôi cũng thấy đang bị mất phương hướng trong sự nghiệp và cuộc sống của riêng tôi. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó anh trở nên giỏi đến mức mà mỗi buổi sáng khi anh bước vào cửa, mọi người đều reo hò, Tommy, Tommy. À, Tommy nói một cách say mê. Anh chị có muốn được Tommy không? Đúng không? Chán đầy, mộng duyên, bích phạm. Wow, quá tuyệt vời. Đúng không ạ? Tôi bật cười trước cái ý tưởng này. Có lẽ rất là tuyệt nếu như là một ngôi sao nhặt đất trong công ty. Và chắc chắn tôi muốn có một cơ hội đến Ura và khoản tiền thưởng cái sổ. Ok. Tôi mới tiếp tục. Và hãy tưởng tượng anh không chỉ đạt đến đẳng cấp thế giới trong sự nghiệp mà còn đạt được những điều tốt đẹp nhất về mặt sức khỏe và mối quan hệ cũng hạnh phúc trong cuộc sống. À, các anh chị ha. Các anh chị không những tưởng tượng về sự nghiệp mà anh chị hãy tưởng tượng về tốt nhất về sức khỏe và mối quan hệ nữa nha. Anh chị lặp lại với em nha. Sự nghiệp, sự nghiệp, sức khỏe, sức khỏe, mối quan hệ, mối quan hệ, hạnh phúc. Hạnh phúc. Đúng rồi, đó là những thứ mà anh chị cần phải quan tâm đó. Tôi có thể hướng dẫn anh chính xác làm thế nào để có được tất cả điều đó. Việc đó dễ dàng hơn anh nghĩ rất nhiều. Việc đó dễ dàng hơn các anh chị nghĩ rất nhiều luôn các anh chị. Chỉ cần anh chị tham gia Zoom và đọc giùm em cái xem giùm em cái chủ livestream 30 ngày đó. Em đã thiết kế sẵn nè các anh chị. Đó là những cái thứ em đã trải qua và em biết thiết kế cho các anh chị như thế nào là tốt nhất luôn. Chữ LKC trên sợi dây chuyền mà chú đeo có liên quan gì đến những gì chú muốn dạy cháu không ạ? À? Tốt lắm. Tommy vỗ tay lịch sự trả lời. Tốt lắm. Okay, các anh chị rất tốt nha. Mọi chuyện không khó như tôi tưởng. Đúng vậy. LKC chính là tâm điểm của phương pháp mà anh sắp sửa khám phá. Nó là một cách làm việc, là và là một cách sống. Đơn giản là một cách sâu sắc, nhưng sâu sắc một cách đơn giản. Vào cái ngày mà tôi được học nó với bốn người thầy rất đặc biệt, anh chị nhớ mấy người thầy ạ? Bốn mấy người thầy ạ? Bốn người thầy dạ. Bốn người thầy này các anh chị được gặp không? Được, sắp tới các anh chị gặp đó. Trong câu chuyện này nó xin lỗi đây nè. Và một quyền năng tự nhiên bên trong tôi đã được đánh thức. Anh chị lặp lại ha. Một quyền năng tự nhiên. Các anh chị muốn có quyền năng tự nhiên nè không ạ? Đó, anh chị đọc hết cuốn sách này với em là cái quyền năng tự nhiên nó bị đánh thức thôi các anh chị. Tuyệt vời lắm các anh chị ơi. Trời ơi. Cảm xúc của anh chị ngày hôm nay nha, anh chị tin đi, đọc hết cuốn sách này giúp em. Anh chị không còn là anh chị nữa, mà anh chị là một nhà lãnh đạo kiệt xuất đó. Cái bởi vì sao? Bởi vì cái gì ạ? Cái quyền năng tự nhiên bên trong con người anh chị tự nhiên nó xuất phát ra. Và đừng có nói cái mục tiêu 30 ngày các anh chị, cứ mục tiêu gì anh chị cũng đạt được luôn. Em đọc tiếp nha. Vào cái ngày mà tôi học, tôi được được học nó với bốn người thầy rất đặc biệt, một cái gì đó đặt sâu thẳm bên trong tôi đã thay đổi. Tôi không bao giờ trở lại như cũ nữa. Tôi biết điều đó nghe có vẻ lạ lùng và khó tin và lách, nhưng đó chính xác là những gì tôi đã xảy ra. Tôi nhìn sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình qua một lăng kính hoàn toàn mới. Đó, cái điều đó là điều em muốn các anh chị đó. Các anh chị ơi, tập trung lắng nghe em, tôi đọc hết sách này để gì ạ? Để anh chị nhìn cuộc sống bằng một lăng kính mới được không các anh chị? Một lăng kính mà trời ơi chuyện nhỏ, một lăng kính mà các anh chị ha, mở mắt dậy là anh chị vừa mở mắt ra là anh chị phóng ra khỏi cái giường và anh chị hành động về mục tiêu của mình. Và anh chị hành động nguyên cả một ngày trời với một năng lượng đỉnh cao. Anh chị học tập, anh chị làm việc ở cái cường độ cao nhất thì liệu là các anh chị có đạt được cái mức bậc bức tranh của các anh chị không ạ? Và bởi vì sao? Bởi vì tất cả các anh chị ở đây, bởi vì các anh chị thiếu ở bên trong anh chị cái quyền năng tự nhiên thôi. Cái quyền năng tự nhiên đó mà nó bùng phát thì em nói như vậy không ai địch lại các anh chị đâu. Hay lắm các anh chị. Và em đang chờ tới cái ngày mà anh chị bùng phát cái đó ra nè. Thật sự là gần như ngay lập tức sau khi hiểu được quá trình này, tôi bắt đầu nhìn cả thế giới bằng một cặp mắt mới. Và những kết quả đáng kinh ngạc bắt đầu xuất hiện. Anh chị lặp lại ha. Kết quả đáng kinh ngạc bắt đầu xuất hiện. Đúng rồi. Tôi cảm thấy tò mò, hoài nghi. Đúng vậy, nhưng cũng thích thú. Bản năng mách bảo tôi rằng là ông không nói dối.
Mặc dù vẻ bề ngoài của ông khá là quỳ quặt và câu chuyện của ông cũng vậy, tôi hỏi, nó mạnh mẽ đến thế sao? Cái lý thuyết mà chú khám phá ra ấy, nó mạnh mẽ đến thế sao? Đúng vậy, Tommy trả lời đơn giản, vuốt ve những cái chữ cái KLC, à xin lỗi các chị, LKC trên sợi dây chuyền một cách vô thức. Nó thật sự rất là mạnh mẽ. Anh chị lặp lại nha. Nó thật sự rất là mạnh mẽ. Ông nói thêm và giọng nhỏ dần, và ông lặng lẽ đưa tay. Nhà sách bắt đầu đông người rồi. Chú Tommy, cháu muốn hỏi điều này nha, hy vọng chú không có phiền. Nhưng mà nếu mà cái lý thuyết LKC ấy đặc biệt đến thế, thì tại sao đến giờ chú vẫn còn phải làm việc trong cái nhà sách này? Chú không thể nghỉ hưu sao? Và cháu xin lỗi, nhưng mà chú đến đây làm việc ở một vị trí lính quèn giống như cháu, chứ không phải là một vị trí một quản lý hay là lãnh đạo gì đó. Những cái lý thuyết của chú dường như không giúp được chú nhiều lắm thì phải. À, tôi nói có vẻ là như chế nhạo các anh chị. Các anh chị có chế nhạo cái người đàn ông này không ạ? Các anh chị đã từng chế nhạo những người giàu có ngoài kia bằng cái giọng điệu đó chưa các anh chị? Ok, vậy thì các anh chị có muốn biết cái câu trả lời mà cái ông trẻ tuổi này đã hỏi cái ông chú Tommy nào các anh chị? Có, ok, vậy thì xin mời các anh chị tiếp tục vào chương trình đọc sách vào thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Rồi, thứ tư là các anh chị phải về học tập, ôn tập với những cái người bạn trong cái trưởng nhóm của mình được không các anh chị? Rồi, bây giờ thì chúng ta đến cái chương trình gì các anh chị biết không? Đó chính là viết thư cho vũ trụ. Anh chị hãy gì ạ? Nấm ba la ngồi im lặng thư giãn, lấy cây bút và viết những cái điều mà anh chị mong muốn đó. Bây giờ nè, bây giờ là cái suy nghĩ, gửi suy nghĩ gì ạ? Bây giờ là trở thành một cái chuẩn phát sóng nè, phát chuẩn bị phát cái gì các anh chị, phát cái điều anh chị muốn ra, và cái chạm phát sóng này phát ra sau đó là thu về hay là bỏ đi các anh chị? Phát ra để làm gì? Đúng rồi, phát ra để thu về đây các anh chị. Em sẽ mở nhạc cho các chị ha. Rồi, xin mời các đại tử, các đại tỷ, các nhà lãnh đạo kiệt xuất. Xin mời các anh chị. Em muốn các anh chị trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất lắm luôn các anh chị. Bởi vì một nhà lãnh đạo là có trách nhiệm với cuộc sống của mình kinh khủng lắm. Và em rất thích những anh chị có trách nhiệm. Rồi, anh chị nghe nhạc đủ chưa ạ? À? Các anh chị đã nghe nhạc đủ chưa các anh chị ơi? Rồi các anh chị có 7 phút ha. 7 phút để các anh chị viết nha. Uống miếng nước rồi viết các anh chị nhé. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 rồi. Các anh chị còn 29 ngày nữa đạt mục tiêu của mình. Rồi các anh chị, mời các anh chị ngồi im ha, thư giãn, thả lỏng. Thank you.
Anh chị nhớ cười lên nha.
Ok, à, bây giờ cũng đã hết giờ rồi các anh chị nhé. Chúng tôi xin kết thúc chương trình nhóm tại đây. Chúc cho các anh chị ngủ ngon, chuẩn bị thành công là giờ có. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Các anh chị mở mic chào nhau nha. Xin chào tất cả các em. Cảm ơn cảm ơn các bạn. Dạ, dễ thương quá. Nè, con chúc
chúc các cô các dì vui vẻ.